Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV. Các bạn ơi, hôm nay mình đây làm video để giải đáp một số thắc mắc của các bạn. Thật ra những cái thắc mắc này nó rất là thiết thực thôi, bởi vì là bây giờ nó đang vào dịp cuối năm rồi. Và có rất là nhiều bạn là nhắn tin gọi điện hỏi mình là có nên mở shop cửa hàng vào dịp cuối năm này không. Cũng như là có những bạn nói rằng là tìm mãi mới được một cái cửa hàng và đã thuê cửa hàng rồi, nhưng mà còn đang băn khoăn là có nên mở shop vào cái dịp cuối năm này không. Là bởi vì như các bạn đã biết, hiện tại đang là 20-21 âm của tháng 11 âm lịch rồi, và chỉ còn hơn 10 ngày nữa là bước sang tháng 12 âm. Và thường thường tháng 12 âm thì nó giáp Tết quá rồi, nên là mọi người cũng ngại cái việc là mở shop ra mà bán được vài hôm thì lại phải nghỉ Tết, đúng không? Vậy thì hôm nay mình cũng mất chút thời gian nên làm video cho các bạn. Mong rằng là những cái ý kiến của mình đưa ra đây sẽ giúp các bạn có thêm một cái chút động lực cũng như là cái tinh thần để các bạn có thể là đi theo con đường kinh doanh quần áo này. Như các bạn đã biết thì ngoài miền Bắc thì hiện tại của bọn mình đang rất là lạnh. Nó đang rơi vào tầm khoảng 8-9 độ cơ. Và hiện tại bọn mình cũng đang gấp rút cái cuối năm, bọn mình cũng đang bán những cái hàng, mặt hàng còn ở trong cửa hàng rồi. Vậy thì với những cái người mà mới đi buôn và sắp đi buôn thì có nên mở cửa hàng vào cái thời điểm như bây giờ không? Thì thực sự là mình cũng rất là khó khăn khi đưa ra cái câu trả lời chính xác cho các bạn được. Nếu như mà nói thật sự là nếu như mà bạn nào mà thật sự máu kinh doanh thì cái thời điểm bây giờ cũng chưa phải quá là sát muộn đâu. Bởi vì các bạn vẫn có thể mở cửa hàng và các bạn vẫn có thể bán đến khoảng hơn một tháng nữa thì mới là giáp Tết. Nhưng mà với điều kiện là cái khu của các bạn phải là khu dân cư, khu học sinh, mà để các bạn có thể là mua đến tận 29-30 Tết. Còn bản thân như mình ý, thì là mình bán ở cái khu sinh viên. Mà sinh viên thì hình thường các bạn hiểu rồi đấy, sinh viên thì cứ gần 20 âm hoặc là gần giáp Tết là mọi người đều về quê ăn Tết, nên là mình sẽ không thể bán được đến 30 âm. Nên là mình cũng không biết là phải đưa ra cho các bạn một cái lời khuyên chính xác như thế nào. Nhưng mà theo như mình nghĩ, nếu mà bạn nào mà thật sự là muốn đi buôn trong thời gian này thì các bạn hãy bắt tay vào ngay, với điều kiện là cửa hàng của các bạn phải xong xuôi hết rồi. Thì các bạn chỉ việc xuống chợ lấy hàng trong khoảng 1 ngày đến 2 ngày về các bạn treo lên thì các bạn vẫn có thể bán từ giờ đến khoảng 28, 29, 30 tháng 12 âm được các bạn nhé. Thật ra là nếu mà các bạn mà muốn mở vào thời gian này thì các bạn cũng không nên lấy quá nhiều hàng đâu. Bởi vì nó cũng, thật sự nó cũng là cái thời điểm nó hơi nhạy cảm, gần Tết rồi mà. Thì các bạn cứ lấy cái hàng số lượng vừa phải, hợp lý và đầy đủ mẫu mã là được. Với các bạn chia, các bạn bán với số lượng vừa thôi để các bạn tránh cái việc hàng tồn cuối năm các bạn nhé. Nhưng mà thực ra là bây giờ thì cũng không sợ hàng tồn đâu, bởi vì các bạn đã đi nhặt thì các bạn sẽ nhặt những cái mẫu mã đẹp, mẫu mới mới. Và với cái số lượng như mỗi mẫu chỉ 1 đến 2 cái các bạn treo thì sẽ không bao giờ bị tồn được. Và cái quan trọng nhất là khi việc mở hàng cái thời gian này ấy, thì là cái thời gian mọi người đang đi mua đồ đông, đồ để mặc Tết rất là nhiều. Nên là mình nghĩ rằng nếu bạn nào mà thật sự muốn mở hàng vào thời gian này thì các bạn phải bắt tay vào ngay đi. Còn nếu mà bạn nào mà chưa tìm được cửa hàng hoặc chưa có địa điểm thì các bạn cũng không nên mở hàng vào thời gian này. Bởi vì nếu mà các bạn chưa tìm được địa điểm thì các bạn sẽ mất một thời gian để đi tìm cửa hàng này, xong các bạn trang trí cửa hàng này, đóng canh kệ này thì nó đã mất đi một tuần rồi. Thì chỉ còn một tháng tròn nữa thôi thì các bạn mở ra thì nó ít quá. Nên ra là nếu như bạn nào mà đã thuê được quầy, ví dụ như là một số bạn anh nhắn tin gọi điện là đã thuê được quầy rồi ý, đã trang trí xong rồi ý, nhưng vẫn còn băn khoăn cái việc là không biết có nên mở hàng hay không ý, thì các bạn hãy bắt tay vào luôn, mình nghĩ là vẫn kịp. Thời gian không chờ đợi một ai cả. Nếu mà các bạn vẫn còn ngần ngừ, các bạn vẫn còn suy nghĩ, các bạn vẫn còn băn khoăn thì các bạn sẽ để thời gian trôi đi và các bạn không kịp nữa đâu. Thật ra là mình khuyên các bạn là các bạn nếu mà đã thật sự quyết tâm, đã có đủ điều kiện kinh tế ở trong tay, đã có cửa hàng, đã có mặt bằng, cửa hàng đã trang trí đầy đủ tất cả những cái vật dụng cần thiết rồi, canh kệ móc, thì các bạn có thể xuống chợ mua, bởi vì dưới đó không thiếu một cái gì cả. Bởi vì có những bạn hỏi mình rằng là xuống chợ mua quần áo thì có mua được canh kệ móc hay không, thì thật sự mình trả lời luôn với các bạn, ở chợ buôn thì không thiếu một cái gì từ A đến Z, từ canh kệ móc, từ phụ kiện, từ quần áo, từ vải vóc, cái gì cũng có, bởi vì nó đã là một cái chợ Quảng Châu thu nhỏ. Để về các mặt hàng thời trang thì nó không thiếu một cái gì cả. Nên là nếu mà bạn nào mà vẫn chưa kịp đóng canh kệ thì các bạn có thể là chụp lại cái hình ảnh của cửa hàng mình nhá. Xong các bạn xuống chợ, các bạn đi tìm những cái quầy canh kệ móc và các bạn cho người ta xem cái cửa hàng của các bạn. Sau đó các bạn có thể nhờ người ta tư vấn cho là những cái canh kệ nào hợp với cái cửa hàng của các bạn thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn. Và giá gì đó hơn như là giá chung. Nếu mà các bạn lấy nhiều thì người ta có thể bớt cho các bạn một chút xíu, chứ còn thật ra là không mặc cả được. Đó là cái việc mà mình đã dẫn rất là nhiều người đi mua đồ canh kệ thì mình thấy như thế. Ví dụ các bạn mua tổng số lượng 8-10 triệu thì người ta có thể bớt cho các bạn một chút, chứ còn nếu mà các bạn chỉ mua một vài thứ thì người ta không bớt đâu, kể cả quần áo cũng thế thôi. Khi các bạn ra chợ buôn các bạn cứ sợ là bị bắt hàng, bị bắt giá này, bị đắt giá, thật ra là không sợ các bạn ạ. Bởi vì người ta đã làm một chợ buôn, người ta luôn luôn báo giá buôn. Nếu các bạn mà mua buôn thì chắc chắn là không thể mua một cái, hai cái về bán, đúng không? Mà các bạn phải lấy từ 4-5 cái. Thì chắc chắn là sẽ báo giá buôn cho các bạn luôn rồi. Còn nếu như mà bạn nào trong thời gian này mà vẫn còn đang băn khoăn và đi tìm cửa hàng mà vẫn chưa thuê được cửa hàng thì mình khuyên các bạn hãy để sau Tết nhé. Bởi vì thật ra cái thời gian bây giờ đến Tết nó chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa thôi. Và các bạn chờ thêm
một tháng ăn Tết xong nữa thì các bạn mở hàng cũng chưa có quá gì là muộn. Nếu như thật sự chúng ta mà muốn bắt đầu làm ăn, muốn bắt đầu một cái công việc kinh doanh và chúng ta bỏ ra một số tiền lớn thì chúng ta thận trọng cũng không có vấn đề gì cả. Chúng ta cứ thư thả để sau Tết, khoảng qua rằm tháng 1, nghĩa là qua 15 tháng 1 âm, bước sang còn tháng 2 âm ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 3 dương, thời tiết nó sẽ ấm lên một chút xíu rồi các bạn lúc đó bắt tay và mở cửa hàng, nó cũng chưa có gì là muộn cả. Đó là nếu với những bạn nào mà định làm ăn lớn, kinh doanh lớn và các bạn muốn làm chắc chắn thì các bạn để sau Tết cũng được. Còn với những bạn nào mà đã thuê được cửa hàng, đã có địa điểm hoặc các bạn muốn bán tại nhà mà các bạn muốn nhập hàng về bán Tết luôn thì bây giờ vẫn là thời điểm ok cho các bạn để các bạn có thể mở một cửa hàng. Còn cái việc mà bây giờ mở một cửa hàng mà các bạn vẫn không thể hình dung là xuống chợ lấy những cái gì để bán vào cái thời gian gọi là cái dịp Tết đây này. Bởi vì hiện tại mình đang lấy xỉ cho rất là nhiều khách từ miền trong, từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng rồi Gia Lai vân vân, rất là nhiều ấy. Thì mình thấy rằng là đa phần mọi người đều phải găm hàng Tết từ bây giờ. Là bởi vì sao? Cái thời điểm này là chính là cái thời điểm mà nhiều mẫu mã, nhiều mẫu đẹp ra nhiều nhất và mọi người tranh thủ lấy hàng vào cái thời gian này, chứ sang cái tháng 12 âm ý thì chợ buôn người ta gần như là không có hàng mới để nhập nữa đâu. Là bởi vì sao? Chợ buôn thì bao giờ cứ mùa đông thì người ta sẽ làm hàng mùa hè, mà mùa hè người ta sẽ đặt hàng mùa đông. Bởi vì người ta phải đặt từ bên Quảng Châu về, người ta bắt buộc phải đặt trước thời gian dài để bên đó người ta có thể có thời gian để làm cái số lượng lớn. Đâm ra là sang tháng 12 mà các bạn xuống chợ thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều cửa hàng shop ở dưới chợ buôn sale, cũng như là những cái cửa hàng người ta bán buôn, người ta muốn sale hết những cái hàng đông để sang hè người ta có thể nhập hàng hè luôn, mà người ta sẽ có chỗ để bày hàng. Là vì sao lại nên làm lấy hàng nhiều trong cái thời điểm tháng 11 âm này, rất là nhiều mẫu mã. Có những mẫu đẹp thì có những chủ shop lớn họ ôm rất là nhiều, họ sẽ lấy hết luôn, các bạn sẽ không có hàng để sang tháng sau các bạn nhặt. Nên ra là các bạn hãy cố gắng mở hàng, lấy hàng về bán Tết trong cái thời gian này. Còn sang tháng 12 các bạn vẫn xuống chợ nhặt được hàng, nhưng lúc đấy các bạn chỉ đá thêm thôi. Nghĩa là các bạn hiểu ngôn ngữ của tớ nói không? Lúc đấy khi mà các bạn đã lấy hàng đủ trong cái tháng 11 âm này rồi nhá, thì tháng 12 xuống các bạn chỉ đi nhập thêm những cái mẫu mã mới này, những cái mẫu mã nào lạ là các bạn nhập thêm này, hoặc là những cái mẫu nào mà bạn bán chạy, bạn cần nhập thêm mẫu, thì lúc đó các bạn bù size, bù số. Thật ra là có những shop ấy bán được đến tận 29-30 Tết luôn, là đó là những cái shop mà gần đông dân cư, gần khu học sinh, hoặc là gần những cái khu mà dân công sở thì gần Tết người ta mới đi mua sắm nhiều ấy. Thì là đến lúc đấy các bạn bỏ hàng ra các bạn bán vẫn cứ ok thoải mái, không sợ bị tồn đọng đâu. Chứ còn bọn mình, như bọn mình bán cho sinh viên ấy, thì là bọn mình cứ tầm 19-20 âm của tháng 12 là bọn mình gần như là đã bán hết hàng rồi. Bởi vì sinh viên nghỉ sớm, bọn mình bắt buộc phải theo sinh viên, chứ lúc đó dân cũng không mua mấy nữa. Nếu mà bọn mình cứ liều mà ôm đến gần giáp Tết là bọn mình sẽ bị tồn sang năm các bạn ạ. Đó, câu hỏi của các bạn mình cũng trả lời tương đối là rõ ràng. Một là các bạn nếu đã có đầy đủ điều kiện về kinh tế cũng như là cửa hàng thì các bạn bắt tay và mở ngay bây giờ vẫn còn kịp. Bởi vì tính đến hiện tại bây giờ các bạn sẽ vẫn bán được 1 tháng và 10 ngày nữa. Nên là hôm nay mình làm video này nó rơi vào tầm khoảng 20 âm, thì các bạn vẫn bán được 1 tháng 10 ngày nữa mới đến Tết. Còn nếu mà bạn nào mà chưa tìm được cửa hàng mà vẫn có điều kiện về kinh tế thì bạn thư thả sang Tết các bạn mở vẫn chưa muộn. Bởi vì sau Tết các bạn có thể là bắt tay làm ngay từ sau Tết luôn, nó sẽ thư thả về cả tiền nong lẫn như công việc. Cái việc mà các bạn đi tìm quầy quán nó cũng sẽ dễ dàng hơn, không phải cập dập. Nếu mà các bạn làm cái gì mà nó vội vàng quá, sau này nếu nó không thành công hoặc không theo ý muốn của các bạn thì các bạn sẽ tự trách mình rất là nhiều. Nên là các bạn cứ bình tĩnh, bởi vì làm ăn buôn bán không thể là vội vàng được. Còn nếu mà bạn nào mà thiện chí mà muốn đi buôn thì các bạn có thể là tham khảo ở dưới chợ. Mà nếu mà các bạn nào ở xa mà các bạn mà muốn lấy một cái số lượng hàng về bán shop từ khoảng 50, 60, 70 triệu thì bên mình có hỗ trợ cái việc đó các bạn nhé. Bản thân mình thì đã nhặt rất là cho nhiều shop ở miền trong từ cái số tiền từ 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu. Mình có nhặt cái việc là mở shop cho khách hàng. Thật ra là cái việc này nếu mà bạn nào cần bên nhà mình tư vấn hoặc giúp đỡ thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0978 649 990. Nếu mà các bạn nhắn tin Zalo là mình sẽ không thể nào mà trả lời các bạn luôn được, bởi vì thật ra thời gian này mình cũng đi nhặt hàng cho khách xỉ rất là nhiều. Ví dụ như hôm nay mình đang làm video cho các bạn, hiện tại đang là 23 giờ đêm. Nhưng mà sáng mai 6 giờ là mình đã phải đi Hà Nội để nhặt hàng cho khách xỉ ở tận trong Đắk Nông này, và một khách xỉ ở Đà Nẵng này, và mình còn 2-3 khách xỉ ở bên nước ngoài nữa. Nên ra là mình hy vọng rằng các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho mình để có thể mình tư vấn cho các bạn một cách chu đáo nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn là nếu mà đi buôn thì cứ tự tin, mạnh dạn lên và quyết tâm lên, chứ thật ra nếu mà các bạn cứ lo sợ thì các bạn sẽ không làm được việc đâu các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.